À, xe máy Vinh Thanh Sơn xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ là bấm like này theo dõi để có thể cập nhật những thông tin giá xe mới nhất cũng như là các chương trình khuyến mại lớn nhất, và nếu mà cần tư vấn hỗ trợ gì thì có thể liên hệ với số điện thoại của em Trang đã ghi trên màn hình ạ. 0978 475 189 nhá. Trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì em Trang sẽ giới thiệu và cập nhật cho mọi người giá xe mới nhất tại từng thời điểm. Nên là mọi người nhớ là hãy ấn like này, bấm theo dõi và chia sẻ giúp em một chấm thôi ạ để được cập nhật giá xe mới nhất tại thời điểm nhá. Ở bên cạnh em bây giờ dòng xe Vision ạ. Cũng như là cái thời điểm trước mọi người biết rồi, giá xe Vision có thể là giá rất là cao, nhưng hiện tại với cửa hàng xe máy Bình Minh Thanh Sơn đã để đầy đủ các vòng xe, loại xe thì có thể đã để cho các bạn với mức giá là dao động từ bản thường, bản chuẩn khóa chìa với màu trắng ạ. Ngoài ra có bản cao cấp này, bản đặc biệt này và bản cá tính, thì giá mà em Trang đang để cho mọi người là dao động từ mức giá là trên 33 triệu trở lên, gần 34 triệu trở lên, và đến mức giá là 39 40 triệu với đầy đủ các dòng xe. Những cái giá xe này mọi người muốn em Trang tư vấn theo màu xe, loại xe nào, thích màu xe, loại xe nào, có thể kết bạn Zalo với em hoặc là qua Trang xe máy Vinh Thanh Sơn để được tư vấn và hỗ trợ nhá. Em Trang có đủ cả màu xanh, màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh xám và màu xanh nhám ạ. Ở bên cạnh những dòng xe mà hiện tại đang rất được nhiều sự quan tâm chú ý, đó là dòng xe lít. Dòng xe lít thì tiện ích rất là sử dụng rất là lớn, cốp xe rất là rộng đúng không ạ? Ở thời gian trước thì vắng bóng khá là lâu, 2 3 tháng, 3 4 tháng, thậm chí có thể là 5 tháng. Với cái mức giá là trên 50 gần 60 triệu đi, nhưng mà mặc dù là khách hàng có nhu cầu mua xe nhưng mà chưa có xe. Nhưng hiện tại với tháng 7 ngâu này, hôm nay đang là ngày 29 cuối tháng âm âm lịch rồi ạ. Thì mọi người hãy nhanh tay qua cửa hàng xe máy Bình Minh Thanh Sơn để được tư vấn và hỗ trợ về đầy đủ các dòng xe, loại xe nhé. Em trai hiện tại đang có đầy đủ các màu của dòng xe lít, có màu trắng bản thường thì đang để với các bạn mức giá là 42 triệu. 42 triệu và hỗ trợ các bạn trả góp với trả trước 20% giá trị của xe nhé. Ngoài ra nếu mà bạn nào thích màu xanh này, màu đỏ này, thuộc về bản cao cấp thì em Trang đang để cho các bạn mức giá là gần 44 triệu đã mua xe rồi. Mọi người ai thích màu đen này, những cái phiên bản nước sơn sần cá tính thì có thể tham khảo thêm, đó là màu bạc đen và màu đen mờ. Màu bạc đen và màu đen mờ thì em Trang để cho các bạn với mức giá là gần 45 triệu. Đó, cửa hàng thì hỗ trợ cho các bạn là đủ cả hai hình thức, một là trả thẳng và hai là trả góp. Trả góp thì chỉ cần trả trước 20% tối thiểu trị giá xe thôi. Và mọi người lưu ý là số điện thoại em Trang đã ghi trên màn hình 0978 475 189, mọi người có thể kết bạn Zalo với em để được tư vấn và cụ thể nhé. Em Trang sẽ giới thiệu qua với các anh tất cả với mọi người cụ thể giá xe của các dòng xe ga, xong đó sau đó thì em Trang sẽ tư vấn cho mọi người về dòng xe số luôn ạ. Dòng xe ga thì những bạn nào mà chiều cao có thể là trên 1m55 hoặc trên 1m6 mà thích những cái dòng xe cao to một chút, đẳng cấp một chút thì chúng ta tham khảo dòng xe SH ạ. SH thì em Trang về đủ cả bản 125 và 150 phân khối. Hiện tại hôm nay với thời gian là 29 âm lịch cuối tháng 7 ngâu như thế này rồi, thì mọi người nhanh tay liên hệ để có thể là có một cái giá thật là tốt đối với mình nhá. Một cái giá mà cửa hàng để cho hợp lý ạ. Cái bản 125 phanh thường CBS thì hiện tại cửa hàng Thanh Sơn đang để với các bạn mức giá đó là tầm 82 triệu. 82 triệu đối với bản 125 phanh CBS. Và nếu mà các bạn yêu thích phân khối lớn hơn 150 thì có thể tham khảo, và qua có thể em Trang sẽ báo giá cho mọi người. Giá xe thì đã dao động từ tầm trên 6 triệu trở lên mọi người nhá. Đầy đủ các màu, màu đỏ, màu đen và màu trắng ạ. Bạn nào yêu thích tốc độ nào, phân phối nào thì có thể liên hệ với em nhé. Chúng ta sẽ di chuyển sang bên khu vực xe Everblade ạ, để em Trang có thể giới thiệu với mọi người về dòng xe Everblade này nhiều hơn. Everblade thì hiện tại cửa hàng xe máy Bình Thanh Sơn đang có đầy đủ các dòng xe 125, 150 phân khối, và cái mức giá dao động 125 phân khối thì gồm có màu đỏ, màu xanh và màu đen mờ. Thì đang để với các bạn mức giá đó là bản thường thì màu đỏ và màu xanh đang để với các bạn mức giá đó là trên 41 triệu là các bạn đã mua được xe rồi nhá. Đây ạ, trên 41 triệu với màu đỏ, màu xanh này. Còn màu đen mờ là màu truyền thống rồi. Làm hài lòng bất kỳ những vị khách hàng khó tính nào. Và với cái màu này thì em Trang để cho các bạn mức giá đó là gần 47 triệu mọi người ạ. Chỉ cần 47 triệu thôi, so với thời điểm trước thì Everblade đã xuống giá rất là nhiều, và cửa hàng xe máy Bình Tinh Thanh Sơn thì không thiếu màu nào, loại nào cả. Chỉ cần các bạn nhấc máy lên và gọi cho em để được tư vấn và hỗ trợ nhá. Bản 160 phân khối thì cũng đã có mặt tại cửa hàng, thì cũng có màu bản đặc biệt, màu nhám này và màu sơn bóng. Thì cái mức giá mà để cho các bạn sẽ dao động từ tầm trên 56 triệu, 57 triệu nhé mọi người nhé. Mọi người muốn thêm màu xe, loại xe nào thì có thể inbox riêng cho em, kết bạn Zalo riêng với em ạ. Giới thiệu về xe ga tương đối là nhiều, thì chúng ta có thể chuyển sang thêm dòng xe côn. Xe côn này một thời gian dài đang được Honda khuyến mại và hỗ trợ giá. Giá xe côn thì chỉ dao động từ tầm 37 đến 39 triệu thôi. Mà các bạn ngoài ra còn được khuyến mại tặng thêm loa nghe và Bluetooth, hỗ trợ trả góp không mất lãi, tặng thêm mũ bảo hiểm hoặc là áo mưa. Dòng xe côn thì đầy đủ các màu xe, loại xe mọi người nhé. Dòng xe rất là hot ạ.
Còn ngoài ra cái chương trình mà dành cho những dòng xe số dùng cho dành cho những bạn học sinh sinh viên này, hoặc là những bạn nào mà ra trường đi làm này, những anh công nhân chị nào làm công nhân mà thích nhỏ gọn thông thường. Cái dòng xe số Alpha với Wavelet số thì cửa hàng xe máy Bình Thanh Sơn đang hỗ trợ tặng các bạn 800.000 tiền đăng ký. Bên cạnh đó giá xe thì tương đối là thấp ạ, chỉ trên 20 triệu thôi, 20 triệu 300, 20 triệu 500. Với mức giá trên 20 triệu 3 triệu 500 này đã bao gồm cả đăng ký cho mọi người rồi nhá. Thế nên là mọi người có nhu cầu thì mua xe hoặc là cần tư vấn thêm gì về loại xe Wavelet hay là RSX hay là Future, yêu thích dòng xe nào thì có thể liên hệ nhanh với em để được tư vấn và hỗ trợ nhá. Chương trình khuyến mại còn kéo dài nhưng hôm nay là ngày cuối tháng 7 âm lịch thì mong là mọi người sẽ sắp xếp thời gian để có thể qua cửa hàng xe máy Bình Thanh Sơn để nhận được những giá xe thật tốt. Cảm ơn mọi người đã xem video của em và chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.